Chào các bạn, hôm nay thì Thuận sẽ tiếp tục cái bài giảng số 2 của giáo trình guitar điểm hát cơ bản. Đáng lẽ là mình đã làm cái clip này từ lúc mà Tết rồi. Mình nghỉ Tết thì mình cũng không đi đâu, cho nên là tính là làm từ lúc Tết. Nhưng mà xui một cái là mình bị đau tay, cho nên là tới bây giờ thì mới có thể làm clip được. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái bài tiếp theo của giáo trình guitar điểm hát cơ bản. Thì bài này mình sẽ tiếp tục làm về cái bài luyện ngón. Lần trước là mình share cho các bạn là ba cái bài luyện ngón cơ bản rồi. Bạn nào chưa xem có thể xem lại ha. Còn bây giờ mình sẽ đến những bài luyện ngón khó hơn chút xíu để mà mình đạt được những cái mục đích khó hơn. Ví dụ như là những bài đầu thì mình sẽ làm quen với cái việc là bấm nốt trên đàn thôi. Thì bây giờ mình sẽ có những cái bài tập mà nó có những mục đích khác thì để giúp cho mình chơi đàn thoải mái nhất, tại vì tay trái khi mà mới chơi đàn rất là quan trọng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là ba bài luyện ngón tiếp theo, và mình sẽ cho các bạn thực hành một bài chơi nốt đơn giản đó, để các bạn có thể làm quen với lại những bài luyện ngón này. Ok, thì bây giờ đến bài đầu tiên nè. Bài luyện ngón đầu tiên là mình sẽ luyện cho cái ngón út và ngón áp út. Đó, hai ngón này thì thường nó rất là yếu khi mà mình chơi đàn ha. Giống như là mấy bạn hay nói là ngón út yếu quá, bấm nó không lên, nó bị vậy nè. Đó, thì mình phải luyện, nói đúng hơn là ai cũng vậy thôi, cái cơ tay của mình ở ngay phần hai ngón tay này rất là yếu, cho nên là mình phải luyện tập nhiều. Thì bây giờ nó có bài luyện như thế này, mình sẽ luyện theo cái công thức là 1 4 3 4, tức là mình đánh nè, 1 nè, sau đó 4 3 4. Đó, các bạn không cần thiết phải giữ tay lại ha, nhưng mà mình cố gắng đánh vuông góc. Đó, các bạn có thể đánh nè, nhấc cái ngón này ra cũng được, không cần phải giữ lại, nhưng mà mình cố gắng giữ cái tay là vuông góc nè, vuông góc nè. Ngón cái các bạn vẫn nhớ là chúng ta để thẳng như vậy, đừng có để nghiêng quẹo qua đây hay là nghiêng qua đây hay là qua tốt bên đây. Đó, chúng ta bấm nè, để các bạn để ngón cái nha, luôn luôn nằm đây nè. Đó, bấm nè, bấm đây nè, xong bấm đây nè, ngón cái bấm đây nè, thấy không? Đó, 1 nè, 4 nè, 3 nè, 4 nè, 1, 4, 3, 4 nè, ngón cái vẫn luôn luôn nằm đây ha. Có nhiều bạn bấm bị vậy nè, 1 cái 4 bạn quẹo qua đây cái tay này nè, đó, ngón này nè, nó nằm tuốt ra ngoài đây, vậy là không có đúng. Ngón út mình bấm đây mà ngón trỏ, ngón cái mình nằm đây là sai ha. Mình cố gắng làm sao cho nó tạo một cái lực, cái kềm nó bấm vô. Đó, thì ở đây mình bấm tới 4 ngón rồi, cho nên không phải là mình ngón cái mình nhích được, luôn luôn mình nhích được dày. Không phải nhích dày mà mình để ngay chính giữa. Đó, mình đánh nè, 1, 4, 3, 4, xong mình đi xuống dưới. Đó, 1, 4, 3, 4, các bạn cố gắng bấm làm sao mà các bạn nghe được cái tiếng nó tốt mà đừng để nó bị dày. Đó, và bấm vuông góc. Ví dụ như ngắn một ngón rồi các bạn, nó ngắn quá thì các bạn với, và ví dụ có nhiều bạn với chỉ tới đây thôi nè, không có tới được ngăn số 4. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái tay qua. Đó, đâu có gì hết, không gì hết. Chủ yếu là mình đang tập cho làm quen thôi. Bạn nào mà quen được tới mức nào thì mình cứ tập tới mức đó, không gì phải lo lắng cả. Rồi, sau đó mình đánh tới đây rồi, mong mình đánh ngược lên lại. Thì mình sẽ đánh ngược là 4, 3, 4, 1. Đó, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 1. Bài trước thì mình có chỉ là chúng ta đánh là ngón cái là 3 dây trên ha. Rồi 3 dây dưới chúng ta đánh ba cái ngón này. Đó, thì nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn đơn giản rồi thì mình cứ tập trung vào tay trái thôi. Đó, các bạn đánh nhớ bài đầu tiên 1 4 3 4, 1 4 3 4, đi lên thì chúng ta đánh ngược lại là 4 3 4 1. Rồi, ok, đó là bài thứ nhất ha. Bài này sẽ giúp cho các ngón tay, hai cái ngón tay cuối này của bạn nó khỏe lên, các bạn có thể bấm được những cái hợp âm hay những cái nốt, những cái chỗ mà chơi nó khó chút xíu, nó cần phải có ngón út và ngón áp út. Rồi, bài tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn là giãn ngón nè. Giãn ngón là cái rất quan trọng, tức là mấy bạn chơi là mấy bạn để cái cần đàn nó dài đúng không, mình phải có những cái thế tay mình đưa cái ngón tay ra rất là xa như vậy. Thì mình muốn luyện cái điều đó mình phải tập bài giãn ngón. Bài giãn ngón nó rất là đơn giản. Bài giãn ngón nó như này nha, tức là mình sẽ đánh bỏ một ngăn, tức là mình đánh ngăn đầu tiên nè, sau đó bỏ một ngăn đánh ngăn tiếp theo, mình dùng ngón số 2 đó, ngón số 1 đánh ngăn 1 nè, sau đó ngón số 2 mình đánh vô ngăn số 3, tức là mình bỏ ngăn này đó, rồi sau đó mình lấy ngón út mình đánh vô ngăn số 5 đó, tức là ba cái ngăn này nè, bạn thấy nè, mình bỏ một cái ngăn ở giữa, thấy không, bỏ đi một cái ngăn ở giữa đó, và mình đánh ba ngón này thôi, bỏ cái ngón này đi, đánh 1 2 3 ngón này thôi, mình đánh như nè đó. Đó, các bạn đánh vậy xong rồi đánh ngược vậy. Rồi, nếu như bạn nào cảm thấy là đánh như vậy nó khó quá thì chúng ta tăng nó lên, đẩy cái tay lên trên đây đó, đẩy cứ ngăn nào cũng được, miễn là các bạn cảm thấy thoải mái, rồi từ từ mình đưa về đây dần, tại vì trên đây là ngăn đàn nó xa nhau nhất, ở đây là ngăn nó nhỏ nhất nè, thì giờ mình đánh vậy cũng được nè. Đó, đánh ví dụ như mình chọn ngăn số 7 đi, mình đánh vậy nè, 7 nè, 9 nè, 11 nè, 7 9 11 7 9 11. Đó, đánh ở trên đây nó sẽ dễ hơn nhiều. Đó, thì dần dần các bạn mới dịch về đây, ví dụ đó, dịch về đó, đánh cảm thấy thoải mái dịch về tiếp đó, đánh thoải mái. Nếu mà các bạn giữ được cái tay thì càng tốt ha, tức là đánh là giữ luôn nè đó, không nhấc cái ngón tay lên sau khi đánh xong, tức là đánh nè, giữ nè, vẫn giữ ngón này nè, đánh đây vẫn giữ hai ngón này nè đó, nó là hai cái cách
Đó, ok ha, đó là bài thứ hai, bài về giãn ngón. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn bài tiếp theo luôn. Bài tiếp theo đó là bài mà để cho giúp chúng ta luyện cái thể lực ngón. Thể lực ngón là cái mà giống như là cái sức mạnh của cái ngón đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm một cái bài đơn giản như vậy thôi. Nè, 1 nè, 2, 1, 3, 1, 4. Đó, mình đang luyện thể lực cho ngón trỏ nè. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 1, 2. Đó, đánh nè. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2. Các bạn luôn luôn giữ ngón trỏ lại. Đó, vậy thôi. Rồi các bạn cứ đi xuống như chuyện vậy. Đó, các bạn cứ đánh vậy thì dần dần mình sẽ quen dần thì cái ngón trỏ của mình á nó sẽ quen với là cái việc giữ ngón như thế này. Ban đầu nó giữ một giây ha, mai mốt ví dụ các bạn tập là không chặt. Đó, các bạn không chặt nè. Đó, các bạn phải giữ nguyên một cái ngón chặt vậy luôn. Đó, thì bây giờ đầu tiên mình cứ giữ cái một ngón một giây trước đã ha, luyện cái thể lực cho cái khả năng giữ. Đó, như vậy trước đã, rồi mai mốt Hậu sẽ lại tiếp tục chỉ cho các bạn về làm thế nào để chúng ta tập được cái hợm chặt một cách đơn giản nhất. Đó, thì cũng là những bài luyện ngón này thôi. Thì bây giờ mình có được 3 bài luyện ngón đúng không? Ok, thì bài luyện ngón này các bạn cứ tiếp tục luyện chung với lại những cái bài luyện ngón căn bản của bài trước. Rồi, các bạn cứ đánh đi đánh lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi một cái bài là Order to Joy. Bài này thì nói chung là cũng không có gì quá khó, nhưng mà nó có một cái nó khác với lại cái những cái bài luyện tập của bài trước. Bài luyện tập bài trước ví dụ như mình đánh bài Happy Birthday nè. Đó, nó có gì buồn các bạn để không? Nó nào dễ buồn tức là không bấm gì hết. Đó, thì mình phải bấm nha, mình có những nốt dễ buồn tức là tay mình được nghỉ. Còn bây giờ mình sẽ chơi bài này mà tay mình sẽ không được nghỉ nữa. Mình sẽ đánh liên tục luôn. Đó, bài nó như sau nè. Mình sẽ đánh mẫu nha. Để ý là mỗi một cái nốt mình đánh ra thì cái tay mình đều di chuyển theo. Đó, như vậy thì nó sẽ tập cho mình cái khả năng là mỗi một nốt mình đánh mình đều di chuyển cái tay. Đó, mình không có một cái giai đoạn ngừng nghỉ nào hết. Thì tuy là cái rồi mình cũng có tập cái tay của mình ở trên cái thế tay trên cao này nữa. Đó, nó làm cho mình linh hoạt hơn trong cái việc là di chuyển, lúc thì chơi đây, lúc thì chơi đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chị các bạn bài này nha. Thì các bạn cũng có thể xem cái phần tab luôn để mà mình sẽ để cái phần tab ở trên. Rồi sau đó như bạn nào bạn có thể vừa xem cái phần tay này của mình đánh nè, rồi vừa nhìn trên cái tab để mà các bạn biết được là cái số nốt này kia, số ngăn đàn nó đi như thế nào. Thì giờ bài này nè, các bạn để ý đầu tiên một cái quy tắc đó là bình thường là mình ngăn 1, 2, 3, 4, mình để ngón 1, 2, 3, 4 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dịch hết 4 cái ngón này lên ngăn số 5. Đó, thì mình xem như là đây là ngăn 1, 2, 3, 4 vậy thôi. Rồi thì ngón của mình bây giờ sắp bắt đầu là ngón 1 nè, đánh ngăn 5 nè, rồi lần lượt là ngón 2 đánh ngăn 6 nè, ngón 3 đánh ngăn 7 nè, ngón số 4 đánh ngăn 8 nè, đó đơn giản vậy thôi. Đó, cái form tay của mình nó sẽ bắt đầu từ ngăn số 5 vậy ha. Mỗi một ngón tay sẽ làm nhiệm vụ đánh cho một ngón. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào câu đầu tiên nè. Rồi mình đánh nha. Đó, dùng ngón trỏ nè. Đó. Sau đó đưa lên đây. Đó, câu đầu tiên nó là dễ ha, rồi mình đánh nhanh nè. Đó, rồi câu tiếp theo nè. Đó, mình đánh chậm nữa nha. Ok, vậy đã xong câu thứ hai ha. Rồi qua cái câu thứ ba nè. Câu thứ ba là bắt đầu ở đây. Bắt đầu ngăn số 8 của dây 2. Rồi sau đó xuống. Sau đó ngăn số 6. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục. Rồi chỗ này nè, đánh ngăn số 8 dây 2 nè, sau đó đè xuống luôn dây 1.
đó, ấn đây xong đè xuống, hoặc là có thể bạn nhảy ngón được đó, giống như cái bài nhảy ngón mà mình luyện tập từ clip trước đó, thì bây giờ mình có cơ hội thực hành nè đó. Đó, hoặc là nằm xuống. Đó, nằm xuống, câu nào cũng được. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp theo, câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì nó giống như là câu đầu tiên đó. Đó, ok. Vậy thôi, vậy bây giờ mình sẽ đánh full bài một lần cuối nha. Rồi như vậy là chúng ta xong được cái bài số 2 này ha. Thì sau tiếp cái bài này thì mình sẽ làm một số bài về hợp âm nè. Ví dụ như là những cái hợp âm mà cơ bản mà các bạn cần phải biết khi mà chơi guitar là gì. Ví dụ như mấy hợp âm trưởng, hợp âm thứ là nó nằm trong tông nào, là tông nào thường hay có hợp âm nào. Rồi cái thế bấm nó như thế nào, rồi cách chuyển hợp âm ra sao. Rồi mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đó là những hợp âm mà chúng ta phải biết nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn thêm những một vài cái hợp âm nâng cao mà hợp âm gọi là các bạn hay gọi là hợp màu đó, lạ đó, thì mình sẽ hướng dẫn một vài cái hợp âm màu để cho các bạn chơi cho nó có màu sắc hơn. Thì những cái hợp âm đó các bạn không nhất thiết phải biết, nhưng mà các bạn có thể nói là nên biết thêm để mà lỡ như là khi mà mình gặp á thì mình chơi nghe nó sẽ lạ hơn. Nhạc mà cho nên là mình không nói là cái này hay hơn kia dở hơn, nhưng mà mình chơi một cái hoài nó sẽ rất là chán, thì mình sẽ chơi một cái gì đó nó mới hơn, nghe nó sẽ hay, nó lạ hơn. Đó. Rồi sau đó có thể là mình sẽ hướng dẫn thêm về cái rải nè, cách quạt nè, hướng dẫn về nhịp nè, hay là những cái nhạc lý cần thiết, thì tất cả mình sẽ up hoàn toàn miễn phí lên trên YouTube đó. Tuy nhiên là cái kênh YouTube này của mình á thì các bài giảng khác đều mình đều up miễn phí cả thôi, nhưng mà riêng cái giáo trình guitar cơ bản này mình sẽ up vào một cái playlist là giáo trình guitar đệm hát cơ bản. Rồi thì cái giáo trình này á thì là mình sẽ, thông thường là những người khác họ sẽ bán cái giáo trình này, nhưng mà mình thì mình không bán giáo trình này ha. Mình chỉ có bán giáo trình là guitar đệm hát nâng cao và giáo trình ukulele thôi. Thì giáo trình guitar đệm hát cơ bản này á thì mình sẽ up miễn phí lên YouTube, cho nên là mình cũng sẽ chèn một vài cái đoạn quảng cáo vào cái trong cái clip này. Tức là các bạn xem thì nếu như các bạn thấy những cái đoạn quảng cáo đó thì các bạn cứ vui lòng xem hết nha. Hoặc là các bạn có thể click vào cái đoạn quảng cáo đó để giúp mình. Thì mình đang làm việc với YouTube để mà mình có thể nhận được cái gọi là cái hoa hồng về quảng cáo, thì nó cũng chẳng có bao nhiêu cả. Tuy nhiên đó là một cái chung là một cái khích lệ thôi. 1.000 lít thì mới được có 1-2 đô thôi, Việt Nam rất là ít. Tuy nhiên là đó cũng giống như là việc mà mình làm miễn phí cho các bạn, thì các bạn có thể là làm lại, click lại những cái đoạn quảng cáo đó hay xem để mà có thể gọi là trả công cho mình. Thì đó, nói chung là chúng ta đôi bên cũng có lợi thôi. Thì mình sẽ tiếp tục làm những cái clip tiếp theo. Có lẽ là một tuần mình sẽ cố gắng ra 2 clip. Ok, vậy ha, chào các bạn nha. Thì nếu như mà các bạn có khó khăn gì trong quá trình luyện tập thì các bạn cứ để lại comment ở bất cứ đâu, là Facebook của mình nè, hay là kênh YouTube, hay là các bạn nhắn tin cho mình, thì mình đều sẽ cố gắng support hỗ trợ cho các bạn hết có thể. Rồi thì nếu như mà bạn nào muốn mà học đàn với mình á thì các bạn có thể xem cái phần mô tả phía dưới, thì mình có để đầy đủ hết tất cả thông tin của mình, thì các bạn có thể vào đó xem. Ok, bye bye.